Kính thưa quý vị, tiếp tục trong phần 2 bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay, Nam Anh xin giới thiệu đến quý vị chương trình Chào Washington với Thanh Trúc. Vị khách mời hôm nay là ông Nguyễn Văn Tánh. Kính chào quý vị đến với Chào Washington DC và Thanh Trúc hôm nay xin được hân hạnh nói chuyện với một người khách từ xa, ông từ New York xuống vùng Washington DC này, đó là ông Nguyễn Văn Tánh, là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ và cũng là trưởng ban tổ chức của ngày diễn hành văn hóa quốc tế ở tại New York, sắp tới đây là ngày 8 tháng 6 2019. Thanh Trúc xin kính chào ông Nguyễn Văn Tánh. Dạ, kính chào chị Thanh Trúc và kính chào toàn thể vị khán giả. Thanh Trúc thấy là hình như từ New York ông xuống đây để trình bày về cái ngày văn hóa, nhưng mà Thanh Trúc thấy đây cũng có lẽ là một cái công việc khá là bề bộn và nặng nhọc. Ông thấy như thế nào thưa ông? Dạ, thưa chị Thanh Trúc, tại vì hình như là cái số mệnh tôi phải mang nợ với dân tộc. Tôi đã trả mấy chục năm rồi mà cũng không có, tới giờ này 72 tuổi rồi mà vẫn phải tiếp tục. Kính thưa chị, là cái diễn hành văn hóa quốc tế là do cơ quan di dân văn hóa Liên Quốc tổ chức từ năm 1986, nhưng mà mãi đến năm 2000 thì cộng đồng người Việt mới được tham dự. Phải nói là trong suốt 19 năm qua đó, hai cái cộng đồng mà liên tục không hề vắng mặt đó là cộng đồng DC Maryland Virginia và cộng đồng Georgia, còn Phi La Nam Bắc Cali cũng như là số các Âu Châu thì cũng có thỉnh thoảng vắng. Thì thưa chị, trong suốt 19 năm qua đó, cái quá trình làm việc chúng tôi phải nỗ lực lắm. Bởi vì hồi xưa đó thì có ông Trần Đình Trường, chị Thanh Trúc cũng đã biết rồi. Dạ vâng. Thì ông cho hotel một lần tới một năm tới 200-300 cái phòng. Còn bây giờ thì biết là nó vấn đề ông đã bán. Thành ra cái việc nó rất trở ngại cho cái việc ở. Mà khi ở đó thì việc xảy ra tổ chức đó, nó trở ngại cho cái việc tiệc tùng rồi đón khách khứa, rồi nó rất ư là trở ngại. Vấn đề cái gì cũng mướn, chị biết ở New York, ở DC nó vậy chứ, một cái phòng nó vẫn rẻ hơn ở New York. Chị biết một cái phòng hội đó, chúng tôi chỉ làm một cái phòng thảo luận thôi cho giới trẻ không, năm ngoái đó chị biết có mấy tiếng đồng hồ đã 1.500 rồi, chưa nói tới ăn uống. Mà họ đó, họ không cho mình đem được thức ăn, họ bắt phải ăn uống trong đó, mà ăn uống thì đắt nữa. Phải nói là với cái tuổi đời tôi thì từ cái cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ như vậy chị vừa giới thiệu đó, thì tôi cũng xin nhắc qua thêm là tôi nói thật sự là trong lòng tôi không phải mới bây giờ. Và cái ban lãnh đạo của cộng đồng người quốc gia Liên bang Hoa Kỳ bây giờ cũng hầu hết là trẻ, chỉ có mình tôi độc nhất là lớn tuổi. Thành ra đó, chị biết trong mấy năm nữa là tôi phải cố gắng nỗ lực để làm sao để cho các em trở thành là lãnh đạo hết, để mà thực hiện cái công tác sắp tới, để là tiếp tục cái sứ mệnh mà với cái lứa tuổi tôi phải không còn đủ sức. Chắc có lẽ là cũng giống như là những năm trước, ngày 8 tháng 6 2019 này thì cái diễn hành văn hóa quốc tế ở New York, chúng ta có cái sự đóng góp của những cộng đồng ở đâu? Thì năm nay đã phái đoàn mà ghi danh đó là bên Âu Châu có, thưa chị, đã ghi danh rồi. Bên Canada đã ghi danh rồi. Và Nam Cali, Bắc Cali, và họ đã chuẩn bị một số, đã mua vé máy, đã gửi chuyến bay về cho ban tổ chức rồi. Rồi bên Texas, Dallas cũng đã ghi danh, Houston đã ghi danh, cũng như là bên miền Nam, Florida, Orlando, Jacksonville, rồi Tampa, rồi Pensacola, rồi Georgia, rồi phải nói rằng nhất là phải năm nay là cái năm mà New Orleans rất là nỗ lực rất lớn, cũng như là bên Houston, rồi hầu hết là bây giờ 30 mấy phái đoàn đã ghi danh rồi thưa chị, và tiếp tục họ sẽ đang ghi danh. Nhất là năm nay nó phái đoàn của Phật giáo mà bên Cao Đài đó, Hội Thánh Em đó, họ đã chuẩn bị xe hoa và họ đi khắp nơi. Ở Georgia cũng có người, ở Canada cũng có người, ở bên Richmond cũng có người, ở Washington cũng có người. Và phải nói là hầu hết là họ, năm nay họ nỗ lực về để mà họ tham dự, tại vì kỷ niệm 20 năm ngày mà cộng đồng người Việt chúng ta tham dự đó chị. Vậy thì thưa ông, năm nay đó, ngày 8 tháng 6 2019, chủ đề của diễn hành văn hóa quốc tế năm nay của người cộng đồng người Việt là... Cảm ơn chị Thanh Trúc, cũng như kính thưa quý vị, để quý vị biết của tình hình ở đất nước đó. Theo một số diễn biến, quý vị thấy rằng càng ngày giặc phương Bắc càng tràn xâm lấn nước ta và họ có thể chiếm đoạt nước ta. Bởi vậy cho nên muốn nhắc nhở, nghĩa là tất cả ở trong nước cũng như ở hải ngoại này một lòng, không để mất một tấc đất của cha ông để lại. Cho nên chúng tôi đã tham khảo với một số nhân sĩ
và một số nhà sử học đã thảo luận và đi đến một cái kết quả là nên chọn Hưng Đạo Vương đại thắng quân Nguyên. Thứ nhất là cái vấn đề để nói lên vấn đề lịch sử của dân tộc hào hùng, và thứ hai để nhắc nhở cho tuổi trẻ là chúng tôi muốn cảm ơn nước Mỹ đã 44 năm phải nói rằng đã cưu mang người Việt, và phải nói đã trưởng thành trong những cái qua hai thế hệ sắp tới. Năm nay chúng tôi muốn nhắc tới là tuổi trẻ, tương lai của tuổi trẻ, bởi vì luôn luôn nhắc nhở tuổi trẻ để có, đây là vấn đề truyền thống mà giao lại cho tuổi trẻ. Tại vì cái vấn đề, thưa chị Thanh Trúc cùng quý vị khán thính giả, không phải là chúng ta làm bây giờ một ngày, một bữa, một năm, một tháng hay 10 năm, mà chúng ta làm từ đời này qua đời khác. Khi còn người Việt còn ở định cư ở tại Hoa Kỳ, ở khắp mọi nơi thế giới, thì tuổi trẻ phải có bổn phận, phải bảo tồn và gìn giữ cái truyền thống văn hóa của dân tộc và phô diễn cái nét văn hóa của dân tộc tùy theo từng thời đại diễn biến để mà thực hiện đó, thưa chị và thưa vị khán giả. Yeah. Ngay giờ phút này khi mà ông ngồi ở đây để mà nói về cái ngày diễn hành quốc tế ngày 8 tháng 6 2019 đó, ông có điều gì để mà giống như là một cái lời thổ lộ hay là kêu gọi đến với mọi người? Và cảm ơn Thanh Trúc cũng như xin quý vị mọi vấn đề đóng góp ý kiến cũng như là về hỗ trợ về vấn đề kế hoạch tổ chức để cho đem lại cái vinh dự cho người Việt tại hải ngoại. Thứ hai là quý vị có thể đóng góp tài chính. Tại vì thưa quý vị, bây giờ nó càng ngày càng khó khăn và càng trở ngại. Chúng tôi phải đi gây quỹ từ Canada, từ Bắc Cali, từ Texas, từ Florida. Tôi phải đi lặn lội ở khắp mọi nơi để mà vận động tài chính để thực hiện về vấn đề chi phí, chẳng hạn như cờ, rồi biểu ngữ, rồi nào là phải nói là ăn uống, rồi di chuyển, rồi xe hoa, rồi tất cả những cái phương tiện đưa đón, rồi hotel, rồi nhà hàng và một số nhà báo chí truyền thông để thực hiện cái diễn hành. Thì một phải nói là trong những nhiều năm qua, vấn đề tài chính là một cái trở ngại rất lớn, mà tới giờ này tôi đã hướng dẫn một số các bạn trẻ đã đảm nhận, nhưng mà vì trở ngại vấn đề tài chính thì các em không dám nhận. Thành ra đó, quý vị cố gắng hỗ trợ cho chúng tôi để ban tổ chức chúng tôi bằng cách nào để chúng tôi có thể thực hiện được. Tại vì tôi nói thật sự với cái lứa tuổi này, tôi đã quá mệt mỏi trong suốt mấy chục năm qua và không biết là tôi giờ nào tôi có thể ra đi bất ngờ. Thì tôi muốn tuổi trẻ phải có tuổi trẻ để tiếp nối. Thì quý vị toàn thể vị yêu cầu quý vị là có những cái điều kiện, tạo cái điều kiện dễ dãi cho tuổi trẻ để tuổi trẻ nó có thực hiện với một cái hoài bão chung mà người Việt chúng ta, vì đây là cái vinh dự. Nếu quý vị không thực hiện thì Cộng sản Việt Nam sẽ nhảy vào, lá cờ đỏ sẽ tràn ngập thành phố New York. Là tại vì sao? Tại vì Cộng sản luôn luôn, Tòa đại sứ Cộng sản luôn luôn chờ chực chúng ta để có cơ hội. Nếu mà chúng ta sơ sót hoặc là có điều gì bỏ ngỏ thì Cộng sản sẽ nhảy vào ngay. Tại vì đây là một sự sỉ nhục của Đảng Cộng sản, mà trong đó có Trung Cộng nữa. Thành ra xin quý vị lưu ý, ngoài cái vấn đề bảo tồn văn hóa, nó còn là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ chính nghĩa quốc gia mà cái vinh dự của người Việt tị nạn Cộng sản. Tôi mong rằng quý vị phải hỗ trợ cho ban tổ chức chúng tôi để hoàn thành sứ mệnh mà chúng tôi luôn luôn là cái người là cái viên gạch lót đường để thực hiện cái vai trò mà trong suốt mấy chục năm qua. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chào toàn thể quý vị. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tánh rất là nhiều đã góp mặt trong chương trình hôm nay và chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc, đặc biệt có sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Tánh là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Đến đây xin chấm dứt và Thanh Trúc kính chào quý vị, sẽ gặp lại quý vị trong kỳ tới. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của toàn thể vị khán thính giả và kính chào chị Thanh Trúc một lần nữa và trân trọng. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Bản tin Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8 giờ tối Hoa Thịnh Đốn từ thứ Hai đến thứ Sáu trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về washingtondc@sbtn.tv. Nam Anh xin kính chào và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an bên người thân và gia đình.